Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống quản lý thi để học sinh trên cả nước thử đăng ký dự thi tốt nghiệp. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi. Theo kế hoạch, ngày 24 tháng 4, các trường phổ thông sẽ lập và giao tài khoản thi học sinh lớp 12 năm học 2023-2024. Ngay sau khi nhận tài khoản, học sinh có thể đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ. Địa chỉ thisinh.thi.thbtquocgia.edu.vn và làm theo hướng dẫn để tập dượt đăng ký tham dự kỳ thi. Việc tổ chức cho học sinh thử đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm giúp các em tập dượt, làm quen với việc thực hiện quy trình đăng ký, đồng thời chuẩn bị sẵn dữ liệu cá nhân để điền đầy đủ, chính xác vào phiếu đăng ký dự thi, tránh sai sót, nhầm lẫn. Sau ngày 28 tháng 4, hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đóng lại. Toàn bộ dữ liệu học sinh đăng ký trong thời gian từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 4 sẽ bị xóa. Học sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 từ ngày 2 tháng 5 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tất cả học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Để bảo đảm việc đăng ký trực tuyến an toàn, Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường phổ thông nhắc thí sinh bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6, với khoảng hơn 1 triệu học sinh đăng ký dự thi.